Xin kính chào quý vị các bạn. Mời mọi người trở lại với Giang Review Scrolling ở lần bình luận tiếp theo và tóm tắt những trận đấu quan trọng. Thì chúng ta sẽ đến với trận của Tama Tonga đánh bại Angelo Darwin trong trận đấu giải King of the Ring. Ở khi Bobby Lashley không đủ điều kiện về mặt y tế để thi đấu, thì Angelo Darquin của The Pride bước vào để đối đầu với Toma Toga của The Brooklyn trong trận đấu vòng đầu tiên của giải đấu King of the Ring. Và trở lại thì giữa những cặp đôi như thế này thì chúng ta biết với việc là Bobby Lashley không được phép thi đấu do bị chấn thương và kiểm tra y tế, đã không đủ điều kiện về thi đấu, thì Angelo Darquin đã phải bước vào trận đấu với Tamagona Tonga ở vòng đấu đầu tiên của giải đấu Kings of the Ring. Và tất cả khi trận đấu diễn ra thì trật tự bị phá vỡ khi mà Solo Sikoa và Tangaloa bị đã lợi dụng sự hỗn loạn và tung ra đòn hạ gục hai chọi với một. Montez Ford, sự mất tập trung đã đẩy Tama giúp đã Tama đẩy Darwin vào khung để giành chiến thắng với sự bất ngờ và tiến thẳng vào tứ kết. Vâng, đó là sự thiếu tập trung của Darwin đã dành cho một Tama một chiến thắng hoàn toàn bất ngờ khi mà Bobby Lashley không đủ điều kiện thi đấu, và anh ta đã làm nên lịch sử khi mà Darwin không thể gánh nổi trách nhiệm của Lashley. Đây là lỗi của Darwin và chúng ta hoàn toàn chúc mừng cho Tama. Vâng, Tama đã tiến thẳng vào tứ kết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.